Trên một đoạn đường cũ, nhỏ hẹp và không có đèn đường chiếu sáng, chạy qua một vùng nông thôn của Tây Virginia. Một chiếc ô tô mất lái đã ra khỏi đường lớn vào một con đường nhỏ. Một nhiệm vụ thường ngày đối với người lái xe này. Và anh cũng quá quen với những công việc như thế này quanh đây. Mặc dù vậy, anh ta lại chưa bao giờ đi trên con đường này cả. Và anh ta phải để mắt đến bất kỳ biển báo hoặc điểm sáng nào có thể cho anh biết vị trí gần điểm rẽ của mình. Anh phát hiện ra thứ gì đó ở phía trước, nhưng khi đến gần hơn, anh thấy rằng đó không phải là biển báo đường mà là biển quảng cáo. Khi anh ấy đi ngang qua, anh ấy có thể phát hiện ra những chữ viết bị hỏng do thời tiết trên biển quảng cáo về một quán ăn có lẽ đã bị đóng cửa nhiều năm cách đó 20 dặm. Anh tiếp tục lái xe và phát hiện thấy nhiều biển quảng cáo cũ nát hơn và chắc chắn chúng cũng đã đóng cửa từ rất lâu rồi, như trạm xăng và cửa hàng bán phụ tùng. Nhưng ngay sau đó, anh thấy một tấm biển quảng cáo ngay phía trước mình và nó trông không giống như những cái khác. Cái này trông không cũ một chút nào, nó trông khá mới. Anh lái xe ngang qua và tự hỏi xem mình có nhìn thấy chính xác hay không nhỉ? Dường như tất cả những gì trên đó là dòng chữ "đi khỏi đây" được lặp đi lặp lại và sau đó là tên của một con đường. Đó có phải là một lời mời hay một lời cảnh báo? Anh thậm chí không hiểu nổi nó là biển quảng cáo cho loại hình kinh doanh gì. Anh tiếp tục lái xe nhưng không thể ngừng suy nghĩ về tấm biển kỳ lạ đó. Anh thậm chí cảm thấy cần phải quay lại để nhìn rõ hơn. Nhưng không cần thiết, bởi vì khi anh lái qua một khúc cua, anh lại bắt gặp một tấm biển khác tương tự. Lần này, anh giảm tốc độ khi đi qua để có cái nhìn rõ hơn. Và anh đã đúng. Nó chỉ nói "đi khỏi đây" nhiều lần cùng với tên một con đường, đường Wagrigua. Chắc đây là tên lấy theo ngôn ngữ của người da đỏ. Bây giờ anh ấy thực sự không thể ngừng suy nghĩ về tấm biển đó. Nó có nghĩa là gì? Nó quảng cáo cho cái gì chứ? Và tại sao lại xuất hiện thêm một tấm biển thứ ba giống hệt ở ngay phía trước? Anh tấp xe tải vào lề đường, dừng lại và đèn pha dọi vào biển báo. Anh bước ra khỏi xe tải và đứng trước biển quảng cáo. Nó cũng giống như những cái khác, đường Wagrigua, với dòng chữ "đi khỏi đây" được viết đi viết lại. Từ khoảng cách này, anh thấy rằng nền của tấm biển là hình ảnh của những cái cây vào một ngày mùa đông xám xịt, nhiều mây. Anh cũng lần đầu tiên nhận thấy rằng có một dòng chữ khác ở dưới cùng: "tìm thấy những gì bạn mong đợi". Nó có nghĩa là gì? Tìm thấy những gì bạn mong đợi trên đường Wagrigua. Nó ở đâu mới được cơ chứ? Không hướng dẫn, không địa chỉ, không số điện thoại. Anh lùi lại một bước khỏi tấm biển và nhìn lên rồi nhìn xuống con đường tối. Anh đang làm gì ở đây vậy? Ai đó đã mắc kẹt trong một con mương, chờ đợi anh đến giúp. Còn anh lại ở đây nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo này. Anh quay trở lại xe tải, nổ máy và lái đi. Anh tiếp tục đi xuống con đường nông thôn dập bóng cây, nhưng chắc hẳn suy nghĩ của anh vẫn đang hướng về phía mấy tấm biển quảng cáo đó. Đi khỏi đây. Nhưng tìm thấy những gì bạn mong đợi, nó chẳng có nghĩa gì cả. Hay nó có nghĩa là bạn phải đi đến đường Wagrigua? Ai là người đã dựng những thứ này lên? Và tại sao chúng trông còn mới như vậy? Mọi biển quảng cáo khác quanh đây đều cho thấy rằng về kinh doanh đã đóng cửa rất nhiều năm. Họ đang cố gắng làm gì nhỉ? Anh đột ngột phanh gấp và dừng lại ở giữa đường. Đôi mắt của anh ấy dán chặt vào những gì phía trước. Tuy nhiên, lần này đèn pha của anh ấy không chiếu sáng một bảng quảng cáo khác, mà đó là một biển chỉ đường. Đường Wagrigua. Anh không thể cưỡng lại sự tò mò. Anh phải biết những gì đang xảy ra trên con đường này. Anh phải biết những tấm biển kỳ lạ này là gì. Tài xế bị kẹt có thể đợi thêm vài phút nữa. Anh rẽ chiếc xe của mình vào con đường nhỏ và lái xe đi vài trăm thước. Chiếc xe tải men theo con đường vượt qua vài khúc cua, luồn lách qua những cái cây cho đến khi nó đột ngột dừng lại. Không có gì ngoài này cả, không có những tòa nhà, không có biển báo, chỉ có những thứ trông giống như một con đường đất dẫn vào sâu hơn trong rừng. Tài xế tắt máy và con đường chìm vào bóng tối. Anh thò tay xuống gầm ghế và lấy ra một chiếc đèn pin trước khi bước ra khỏi xe. Anh chiếu đèn pin vào khu rừng xung quanh mình nhưng chẳng nhìn thấy gì. Không, không, đợi đã. Có một thứ gì đó và nó đang đi xuống con đường ra khỏi những làn cây. Phil, Phil, có phải anh đấy không? Hình bóng bước ra khỏi rừng đang nói chuyện với anh. Anh chiếu đèn pin vào nó và người đó giơ tay lên để che mắt khỏi ánh sáng. Sharon, em đang làm gì ngoài này vậy? Đó là Sharon, vợ cũ của tài xế. Nhưng anh tưởng rằng cô ấy đã chuyển đến Colorado sau khi tái hôn. Tại sao cô ấy lại ở đây? Và cô ấy đang làm gì trong khu rừng? Phil, lại đây. Em cần cho anh xem thứ này. Anh do dự một lúc, nhưng cuối cùng thì anh cũng đi về phía vợ cũ của mình. Trước khi anh có thể lại gần cô quay lại và bắt đầu đi xuống con đường trở lại rừng. Và anh bước theo sau. Anh đi ngay sau cô, đèn pin chiếu sáng con đường trước mặt họ.
Anh cho rằng mình nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ khu rừng bên cạnh. Anh dùng đèn pin tìm kiếm trên cây, nhưng không tìm thấy gì. Nào, chỉ cách một chút nữa thôi. Vợ cũ của anh nói. Chúng ta đang đi đâu vậy? Có cái gì ở phía trước vậy? Em đang tìm cái gì thế? Khu rừng thưa thớt dần, và anh thấy rằng họ đang đứng trên một khoảng đất trống. Cô dừng bước, và anh dừng lại bên cô. Anh mở miệng định nói, nhưng cô nhanh chóng ngăn anh lại. Yên lặng nào, sắp tới rồi. Người tài xế xe kéo nhìn xung quanh, nhưng anh không thấy gì cả. Chỉ là những đường viền mờ nhạt của những cái cây hầu như không thể nhìn thấy trong cái đêm không trăng này. Nhưng sau đó, anh ấy nhìn thấy một số sinh vật bắt đầu xuất hiện từ khu rừng tiến vào. Chúng là hươu. Anh ấy quan sát ban đầu, thấy chỉ có một vài con tiến về phía mình. Nhưng sau đó, anh nhận ra rằng chúng hoàn toàn bao vây lấy mình. Phải có trên 20 con hươu. Hãy tắt đèn pin đi. Vợ cũ nói với anh. Anh làm theo. Và trong bóng tối, anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở những con hươu này. Đôi mắt của chúng phát ra một ánh sáng trắng nhạt. Một trong những con hươu nhỏ nhất bước tới và thận trọng tiếp cận anh. Anh ngồi xổm xuống và chia tay ra, thể hiện rằng mình không nguy hiểm gì. Con hươu nhỏ lo lắng quay lại nhìn một con lớn hơn mà anh nghĩ đó là mẹ của nó. Có vẻ như nó gật đầu đồng ý và con hươu nhỏ tiến lại gần anh. Anh nhìn thấy rõ đôi mắt to và đẹp của nó sáng rực trong bóng đêm. Không sao đâu. Anh nói và nghiêng mình về phía trước để cho nó yên tâm hơn. Sau hàng loạt sự biến mất bí ẩn của nhiều người trong một khu vực ở Tây Virginia gần thị trấn Harper Ferry, tổ chức SCP sớm để mắt đến một đoạn đường đặc biệt nơi có vẻ như nhiều người trong số những người mất tích đã đi qua ngay trước khi họ biến mất. Các đặc vụ được gửi đến khu vực này và ngay lập tức phát hiện ra mức năng lượng pháp thuật rất cao với trung tâm dường như nằm trên một khu đất thuộc sở hữu tư nhân. Điều tra hồ sơ địa phương cho thấy khu đất này thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Richard Redkiner. Các nhân viên của tổ chức đã liên lạc với ông Redkiner dưới vỏ bọc là đặc vụ liên bang đang điều tra một vụ án đã được thực hiện trên khu đất của ông trong lúc ông đi vắng. Ông Redkiner vui vẻ hợp tác với các đặc vụ. Ông giải thích với họ rằng ông chưa bao giờ từng thấy bất kỳ một sự kiện bất thường nào xảy ra trên khu đất trống của mình khi ông còn sống ở đó. Nhưng ông đã không cư trú trên mảnh đất này một thời gian. Điều kỳ lạ là ông tuyên bố không biết có con đường nào tên là đường Wagriwa cả, và khẳng định rằng theo những gì ông biết thì nó chưa bao giờ có tên chính thức. Nó chẳng qua là một con đường dài dẫn đến khu nhà của ông ấy. Khi được hỏi liệu ông có nhớ bất kỳ điều gì bất thường khác về địa điểm không, ông nói với các đặc vụ là không. Nhưng con gái của ông đã viết rất nhiều câu chuyện hư cấu về những điều kỳ lạ xảy ra trên vùng đất. Và có lẽ bằng cách nào đó, chúng đã biến thành tin đồn và sau đó trở thành truyền thuyết đô thị. Nhưng nó đã từ rất lâu rồi. Khi các đặc vụ yêu cầu được gặp con gái của ông, thì ông giải thích rằng đó là điều không thể. Con gái của ông đã chết đuối nhiều năm về trước trên con sông San Andreas gần đó. Các đặc vụ kiểm tra lại hồ sơ và phát hiện ra rằng ông Redkiner đã không nói dối. Con gái của ông thực sự đã qua đời và người ta tìm thấy xác cô bé ở dưới sông. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ tai nạn này khá trùng hợp vì nó xảy ra đúng một tuần trước khi người mất tích đầu tiên trong khu vực được báo cáo. Nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với mảnh đất này, tổ chức SCP đã mua lại mảnh đất từ ông Redkiner, người rất vui khi bán được đất, và một trạm nghiên cứu đã được xây dựng để điều tra thêm về các sự kiện dị thường, được gọi chung là SCP-4434. Trong khi khám phá khu vực xung quanh, họ nhanh chóng tìm thấy những gì mà rất nhiều người khác đã thấy trước đây. Những biển quảng cáo kỳ lạ vừa cảnh báo người ta đi khỏi đây, lại vừa mời gọi đến đường Wagriwa để tìm thấy những gì bạn mong đợi. Các tấm biển được ký hiệu là SCP-4434A được tìm thấy trên các con đường xuyên qua khu vực của ba bang là Tây Virginia, Maryland và Virginia. Nhưng vị trí của chúng thường thay đổi. Các biển quảng cáo chỉ hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn trước khi biến mất và xuất hiện lại ở những nơi khác. Thật kỳ lạ. Khi các đặc vụ cố gắng chụp ảnh hoặc quay video các tấm biển, đoạn phim thu được sẽ chỉ hiển thị một tấm biển trống, màu trắng. Tổ chức biết rằng họ cần phải điều tra thêm, và một số thí nghiệm đã được thực hiện để tìm ra câu trả lời cho những gì đang xảy ra ở đây, trên vùng đất ở cuối con đường bí ẩn này. Một nhân viên cấp D, D84021 được đưa cho bộ đàm và được cấy thiết bị định vị GPS vào cổ, thân và đùi, đã được gửi tới địa điểm với mệnh lệnh báo cáo lại những gì anh ta đã trải qua. Nhưng không giống như những người đã mất tích, anh ta không nhìn thấy bất kỳ tấm biển quảng cáo nào trước khi tiến vào khu vực. Anh ta đi đến cuối con đường, nơi anh báo cáo rằng có một sinh vật đang bước ra trên con đường dẫn vào rừng. Anh nhanh chóng thốt lên rằng sinh vật đó là một con chó mà anh đã từng nuôi. Các nhà nghiên cứu theo dõi cuộc thử nghiệm đã cực kỳ bối rối vì con chó đó rõ ràng đã chết một thời gian, vậy mà nó vẫn đứng trước mặt anh ta ở đây, mặc dù anh ta có vẻ do dự khi bắt đầu nhiệm vụ.
Nhưng khi anh nhìn thấy con chó thời thơ ấu của mình, tất cả nỗi sợ hãi của anh ta đều được gạt sang một bên và anh ta sẵn sàng theo nó tiến sâu hơn vào bên trong rừng. Sau 90 giây, anh báo cáo rằng anh đã đi vào một khoảng đất trống và đang bị bao vây bởi một bầy hươu. Các báo cáo dừng lại ngay sau đó và được thay thế bằng âm thanh của tiếng la hét khi D84021 bị tấn công và dường như đã bị những con nai ăn. Hai trong số 3 thiết bị theo dõi GPS vẫn hoạt động trong 40 phút tiếp theo và các nhà nghiên cứu SCP đã theo dõi đường đi của chúng khi chúng di chuyển đến giữa một khoảng đất trống và sau đó dường như chúng đã đi vào một cái hố hoặc hang động nào đó. Chúng chuyển động chậm dần đều theo kiểu quanh co đi xuống dưới cho đến khi mất tín hiệu. Sau thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu của tổ chức nghi ngờ rằng sinh vật xuất hiện từ rừng được ký hiệu là SCP-4434-B có thể thay đổi hình dạng thành một sinh vật mà khiến cho những người tiến vào khu vực 4434 tin tưởng. Mặt khác, những con hươu dường như luôn duy trì vẻ ngoài của chúng và được chỉ định là SCP-4434-C. Mặc dù vậy, các thử nghiệm vẫn chưa kết thúc. Ở thử nghiệm tiếp theo, hai nhân viên cấp D được gửi vào SCP-4434 để xem SCP-4434-B sẽ có hình dạng gì khi có nhiều hơn một người có mặt. Cũng giống như lần trước, một thực thể xuất hiện từ khu rừng. Nhưng lần này, nó có hình dạng của một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest. Người này ngay lập tức đề nghị xóa tất cả các khoản nợ mà hai người họ đang mắc phải, cũng như xóa bỏ hồ sơ tội phạm của họ, giải thoát họ khỏi cuộc sống của một đối tượng thử nghiệm. Tất cả những gì họ cần làm là theo anh ta vào rừng. Các đội vụ giám sát cuộc thử nghiệm đã ra lệnh cho họ không được đi theo người đàn ông, nhưng họ đã phớt lờ. Và các nhà nghiên cứu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa họ với SCP-4434-B. Họ có vẻ khá hứng thú với lời đề nghị của anh ta. Hai nhân viên cấp D nhanh chóng theo anh ta vào rừng và chỉ hơn 2 phút sau, họ cũng bị SCP-4434-C tấn công và ăn thịt. Từ đó có thể thấy rằng nếu như một ai đó bước vào khu vực SCP-4434, họ đều bất lực trong việc chống lại các tác động của SCP-4434-B. Các nhà nghiên cứu tổ chức muốn kiểm tra xem giới hạn sức mạnh của SCP-4434 đến đâu. Vì vậy, họ đã đưa ra một phương thức khá sáng tạo cho lần thử nghiệm tới này. Một nhân viên cấp D khác đã được cử đến, nhưng người này mặc một bộ đồ đặc biệt được kết nối với hệ thống dòng giặc. Cũng như được trang bị máy quay, anh ta được lệnh đợi ở rìa khu vực SCP-4434 cho đến khi thực thể 4434-B xuất hiện. Thực thể này nhanh chóng xuất hiện, mang hình dáng của một phụ nữ trung niên. Ngay khi nhân viên cấp D được nhìn thấy đang trò chuyện với thực thể và đồng ý làm theo nó, dòng giặc đã được kích hoạt để kéo anh ta ra khỏi khu vực. Điều này đã tạo ra một sự việc hoàn toàn bất ngờ. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng rút dao ra và với tốc độ siêu phàm cắt đứt sợi dây trên hệ thống dòng giặc. Nhân viên cấp D lúc này đã được tự do đứng dậy và đi theo người phụ nữ vào rừng, sau đó bị ăn thịt. Các nhà nghiên cứu ngày càng thất vọng vì họ không có tiến triển trong việc tìm hiểu dị thường này. Và vì thế trong thử nghiệm thứ tư, họ quyết định thực hiện các biện pháp khá cực đoan. Một máy bay không người lái đã được sử dụng để bay qua khu vực. Và nó đã xác định được miệng của một hang động cũng chính là nơi mà các thiết bị theo dõi GPS đã bị mất tín hiệu. Đó là một cái hố rộng 3,5 m trên mặt đất, nhưng nó quá tối để có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì có lối vào. Và máy bay không người lái đã tiếp cận một điểm neo trên mặt đất ở miệng hố trước khi bay vào để khám phá thêm. Nhưng tín hiệu gần như ngay sau đó đã bị mất. Thí nghiệm lần này dù sao cũng đã có tiến triển. Sau đó, một nhân viên cấp D khác đã được chọn. Lần này là một người đã có kinh nghiệm leo núi. D84041 đã được cảnh báo trước về việc thực thể SCP-4434-B sẽ xuất hiện và sẽ có những hành vi ép buộc và cô ấy phải phớt lờ chúng, cho dù chúng có xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào. Và thay vào đó, phải tiến đến hang động đã được chỉ định là SCP-4434-D càng nhanh càng tốt. D84041 được đưa đến địa điểm và cô ấy ngay lập tức bắt đầu chạy vào rừng. Cô tìm đến miệng hang động mà không gặp phải bất kỳ thực thể dị thường nào. Cả SCP-4434-B lẫn hươu ăn thịt. Cô nhanh chóng gắn sợi dây mà cô đã mang theo và chỗ được đánh dấu bởi máy bay không người lái trước đó và bắt đầu trèo xuống hang. Khi đi xuống, cô mô tả đây là một hang động bằng đá bình thường. Và khi cô càng xuống sâu thì nó càng ngày càng ẩm ướt hơn. Điều đáng ngạc nhiên là cô đã sớm xuống đến đáy, nơi cô tìm thấy một căn phòng hình cầu, bề ngang chừng 8 m, nhưng nó không giống như bất cứ thứ gì cô thấy từ lối vào ngoài hang động. Sàn của căn phòng này không phải sàn bằng đá hay đất, nó giống như da thịt hơn và có vẻ như nó đang thở. Và có một thứ khác ở bên dưới nó nữa, một mảnh giấy được gấp lại và có chữ viết trên đó. Cô được lệnh lấy mảnh giấy, lấy mẫu sàn của căn phòng đó và thoát ra khỏi cái hang càng sớm càng tốt, vì không có cách nào để dự đoán liệu các thực thể SCP-4434-B và C hay điều gì đó tồi tệ hơn sẽ sớm xuất hiện. Sau khi lấy mẫu, cô bắt đầu leo ra khỏi hang động. Khi cô leo lên mặt đất, vẫn không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật dị thường nào. Cô nhanh chóng xuống đường và ra khỏi khu vực SCP-4434. Khi cô đến được vị trí mà các đặc vụ đợi ở rìa khu vực,
Cô đưa cho họ mẫu vật và tờ giấy mà cô tìm thấy, nhưng sau đó cô dừng lại và quay lại. Trên mặt đất cách đó khoảng 5 mét là một đĩa thức ăn. Không chút do dự, cô quay trở lại khu vực SCP-4434, nhặt chiếc đĩa lên và quay trở lại khu rừng. Cô ấy đã biến mất từ đó. Bây giờ có thể khẳng định rằng 4434B có thể có các hình dạng khác ngoài hình người và động vật. Khi mẫu vật được nhân viên cấp D mang ra khỏi SCP-4434 được phân tích, chủ sở hữu của khu vực Richard Reckiner lại bị các đặc vụ của tổ chức thẩm vấn. Họ hỏi ông ấy rằng liệu có điều gì mà ông ấy không đề cập đến trong cuộc phỏng vấn lần trước hay không. Và ông ấy nói với họ rằng có một điều mà ông ấy không muốn nhắc đến. Ngay trước khi con gái của ông qua đời, ngoài niềm đam mê viết lách và sáng tạo ra những câu chuyện, cô ấy còn bị ám ảnh bởi những điều huyền bí. Họ hỏi ông về tờ giấy mà họ đã tìm thấy trong SCP-4434D. Ông nói rằng rất có thể con gái ông đã viết nó. Tổ chức SCP giờ đã hiểu tại sao họ lại phát hiện ra rất nhiều năng lượng pháp thuật trong khu vực. Đó rất có thể là năng lượng còn sót lại từ việc thực hiện một nghi lễ đặc biệt, thường được gọi là ma thuật hoặc phù thủy. Nội dung của tờ giấy được tìm thấy trong hang động dường như tăng thêm sức mạnh cho giả thuyết rằng con gái của ông có thể được tham gia vào một nghi lễ dẫn đến việc tạo ra SCP-4434, bởi vì được viết trên đó là một bài thơ có nội dung: rừng là biển, cơn gió là sóng, và nước là lá. Hơi nước trở thành các dòng chảy ngầm, chim trở thành cá, và san hô tìm thấy ngôi nhà của nó là nấm, nảy mầm và phát triển như tôi muốn. Mặt đất là bờ biển, kéo tôi lại bằng chân, lôi tôi xuống và kéo tôi trở lại, tới rồi lui, lặp đi lặp lại. Tôi lao xuống dưới ánh sáng, xuống nơi tôi không thể thở, và thấy thiên nhiên đang tìm kiếm một cuộc chiến. Vâng, rừng là biển, nhưng tôi đã làm cho nó vừa đủ lớn đối với tôi. Rừng là biển, nên bây giờ cái gì đó nhất định phải nên ăn. Mọi thứ chỉ trở nên bí ẩn hơn khi các nhà nghiên cứu tổ chức thực hiện xét nghiệm ADN trên mẫu lấy từ đáy hang SCP-4434D. Những gì họ tìm thấy là nó giống như D-84041 đã mô tả, là một chất giống như xác thịt, và nó trùng khớp đến 78,9% với ADN của cá vây chân lưng gù, hay thường được gọi là cá lồng đèn. Và còn một khám phá cuối cùng cũng được thực hiện. Các nhà ngôn ngữ học trong tổ chức đã điều tra tên con đường xuất hiện trên bảng quảng cáo SCP-4434A và phát hiện ra rằng từ này rất giống với Wagriwa của bộ lạc da đỏ Tutelo. Nghĩa của cụm từ tạm dịch là tôi đã trở lại. Bạn cũng nên quay lại đây bằng cách đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những dị thường nào như SCP-054, mỹ nhân nước, một sinh vật kỳ lạ khác mà có lẽ bị hiểu sai, khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.